Rồi, chào anh em Zalo. Hôm nay hướng dẫn cho anh em cách dùng Zalo nhé. Sau khi đăng nhập tài khoản, đăng ký xong, đăng nhập tài khoản xong này, thì giao diện màn hình Zalo thế này. Bên trái đây là phần cấu hình về mạng. Phần phía trên này là phần về chuyên mục để quản lý cho nó dễ. Phần bên phải, bên tay phải đây chính là cái phần mà công việc mà thằng Zalo có thể làm. Thế bước đầu tiên là anh em phải tạo ra cái chuyên mục để sau này anh em quản lý cho dễ. Chuyên mục ở đây, ví dụ ông tạo thêm một cái mục nữa tên là Zalo chăm khách cũ chẳng hạn. Ok, có thêm mục như đây, nó thêm mục đây. Bước tiếp theo là thêm nick. Đây, thêm tài khoản đây, thêm account đây. Đấy. Ở đây thì anh em lưu ý là mỗi một nick Zalo thì mình sẽ cho nó nằm ở một mục. Cái tên này chính là cái tên hiển thị và tên mà anh em đăng ký Zalo ấy. Ví dụ như là của tôi nó là quý CCK như này. Thì lấy đúng cái tên này để sau này khi mà thằng Zalo nó đem đi nó like bài viết ấy, thì nó sẽ kiểm tra cái tên này, nếu tên có rồi, cái tên của mình có rồi thì nó không like nữa. Hoặc là like rồi thì nó ấn phát nữa vào để cho nó đi like. Thì lưu ý là cái tên này anh em phải đặt chuẩn. Số điện thoại, đăng ký Zalo, mật khẩu. Đấy, như thế. Nếu nick Zalo nào mà anh em dùng proxy cứng, anh em nào mà có proxy tĩnh ấy, thì anh em đặt proxy vào đây. Nếu có thì đặt, không có thì thôi nhá. Không có thì thôi, bỏ không. Và cái nữa là cái máy lần đầu tiên anh em đăng nhập, thì ví dụ ở trên này anh em có bao nhiêu con điện thoại thì anh em định cho cái tool này đăng nhập ở con điện thoại nào thì anh em chọn con điện thoại đấy, lưu lại, cuối cùng cập nhật. Ok, cập nhật. Đây, chẳng qua là do tôi cái link này tôi thêm vào đây rồi, tôi không ấn thôi, nó là cái link đây, được chưa? Thế sau khi nhập link vào xong, thế thì anh em có bao nhiêu cái nick em nhập hết vào đây, nhập tất cả nick vào. Vậy là xong cái phần nick nhá. Nick lập xong thì anh em chọn các chuyên mục có nick ở đây, anh em chọn load tài khoản thì nó sẽ hiển thị ra đây. Đây đây phần mật khẩu tôi sẽ làm ẩn như này để cho anh em đỡ này. Đấy. Thế đây giả sử như là cái nick này. Lúc nào mà mình cần edit, mình cần làm gì ở đây. Thì lý do lại tại sao nãy tôi nói với anh em là backup đăng nhập là phải chọn đúng cái thiết bị. Đấy, là con máy này, là con máy này tôi không cắm vào, bây không cắm vào đây thì nó không có. Anh em phải chọn đúng thiết bị, lý do là gì? Ví dụ tôi nhá, tôi cập nhật này. Cập nhật này. Đây, đúng thiết bị của nó đây. Đúng thiết bị để làm gì? Vì thằng Zalo nó có cái rất dở là chỉ đăng nhập được cùng một thời điểm một máy. Nên có những thời điểm anh em đăng nhập vào xong anh em lại đăng nhập ở trên máy khác thì nó mới đăng xuất. Thế là lần sau vào trên tool là không vào nữa. Nên anh em lưu ý là nếu dùng tool thì phải dùng đúng con điện thoại mà trước đây anh em dùng. Nếu mà muốn mang ra để dùng tay ấy, thì đăng nhập trên tool xong rút điện thoại ra để làm tay. Đấy, có trường hợp anh em đăng nhập vào, bây giờ ví dụ anh em start đăng nhập, anh em chọn nick này, sau anh em ấn start đây để cho tool đăng nhập. Nhưng đăng nhập vào đến đoạn nửa chừng do nick của anh em đã có bạn bè rồi. Mà có bạn bè rồi thì thằng Zalo nó bắt mình phải xác minh. Trường hợp đấy thì tool không thể xác minh thay cho anh em được bởi vì không biết nó là ai. Lần đầu tiên đăng nhập thì không biết nó là ai. Vì thế anh em phải đăng nhập bằng tay. Khi vào nó hỏi, thằng Zalo hỏi thì anh em đăng nhập bằng tay vào. Xác minh xong. Nhá, anh em đăng nhập bằng tay này. Đầu tiên là anh em đăng nhập vào đây nhá. Đăng nhập vào cái này. Chọn đăng nhập đây cũng được. Đấy. Hoặc là thôi tốt nhất là để đây, hoặc anh em chọn ấn Start. Start thì tool nó sẽ đến đến cái đoạn xác minh, nó sẽ đứng lên nó chờ để cho anh em xác minh bằng tay. Xác minh xong là ok thì tool nó sẽ backup lại. Và từ lần sau anh em chạy thì nó sẽ không hỏi xác minh nữa. Và nhớ là gì? Là nếu mà dùng thì bê con điện thoại này đi mà dùng chứ đừng đăng nhập trên trên máy khác. Đấy, ok, là xong về cái phần đăng nhập. Tiếp là cái phần cài đặt tương tác ở đây. Thì ở đây rất có nhiều việc, đây anh em nhìn những cái việc này này.
Ví dụ lướt tường thì ở đây cài đặt lướt tường là cá nhân từ 1 đến mấy giây này, thời gian này là tôi để cho anh em tự đặt. Đấy, gửi tin nhắn bạn bè là mấy người đấy. Đây là cái thông số mà anh em tự đặt được. Sau khi anh em đặt theo ý của mình xong thì anh em xếp lại. Được chưa? Đấy, xếp lại xong thì bây giờ đây là cái phần việc thôi, việc để làm. Muốn nick làm cái gì thì anh em tích vào đầu việc ở đây. Anh em chọn nick và anh em ấn start. Lúc đấy tool sẽ tự nó làm những cái việc mà anh em muốn. Trường hợp anh em muốn đăng bài thì đây, ấn vào cái đăng bài. Và để đăng được bài thì phải có cấu hình ở đây. Được chưa? Cái này đăng bài ấy, nội dung đăng bài, cái này là tên dùng để quản lý. Đây, nội dung của bài đây. Nội dung đăng bài là gì thì anh em copy vào trong này. Anh em chọn một cái thư mục chứa ảnh. Ví dụ thư mục này chứa ảnh. Thì tool nó sẽ lấy cái ảnh ở trong bài này để nó đăng, lấy một ảnh thôi nhá. Nó chỉ lấy một ảnh thôi. Đây là số lượng ảnh này thì anh em chọn đây, nhưng mà mặc định mình lấy một thôi. Nhớ là cái chỗ này rất nhiều ông không đánh active vào đây, đâm ra là bài nó không lên. Được chưa? Đấy, đăng bài ở đây. Muốn đăng vào nhóm nào đấy thì chọn nhóm ở đây, dán link nhóm ở bên dưới. Anh em dán vào cái link nhóm này. Nhưng mà thực ra cái nhóm này là phần riêng thôi, tức là phần đăng bài cá nhân thì mình đăng ở trên này. Với cái lựa chọn ảnh này thì mình có thể chọn là xóa ảnh sau khi đăng để tránh trùng, hoặc là cứ để nó, kệ nó. Xong phần save. Khi mình ấn save, ấn lưu lại thì bài nó sang bên này. Anh em có thể sửa lại cái bài sau, anh em lại ấn lại tùy. Đấy là ý của anh em. Ok, sau khi tạo dữ liệu này xong thì mình chọn tích vào mục đăng bài và mình ấn start, tool nó sẽ tự đăng. Tương tự là phần import danh bạ. Ở đây anh em đưa vào đây khoảng vài nghìn số điện thoại, thế thì tool nó sẽ tự động nó lấy số điện thoại, nó chia đều ra. Là hiện tại tôi đang để như là lấy 2.000 số điện thoại, và nó sẽ chia cho từng cái điện thoại của mình, từng cái tài khoản này này. Mỗi tài khoản này nếu mà mình có nhiều thì nó sẽ chia đều ra, mình muốn bao nhiêu thì mình đưa cái số lượng của mình vào. Mặc định là khoảng 2.000 nhá, 2.000 số cho một 2.000 số điện thoại cho một cái đăng nhập này này, một cái nick này. Thế anh em có 10 nick, anh em kiếm với 20.000 số vào là ok. Đấy, anh em chỉ cần tích vào đây thôi. Nhưng ban đầu là nhớ phải cho số điện thoại vào đây. Tích vào thì mình chạy thì là tool nó sẽ đi đến chỗ này là tự nó import. Tương tự kết bạn theo số phone, muốn kết bạn theo số phone thì thả danh sách số phone ở đây. Nó sẽ lấy cái nick ở đây, cái lần lượt mỗi một nick nó sẽ kết bạn theo một ông. Còn số lượng bao nhiêu thì đây. Kết bạn theo số phone đây, kết bạn gửi tin nhắn theo số phone này, gửi tin nhắn cho bạn bè này. Kết bạn đây. Kết bạn theo số phone từ này. Bao nhiêu thì bao nhiêu thì mọi người tự đặt nhá. Nó random đấy. Gửi tin nhắn theo số phone tương tự như kết bạn. Đây các ông, số điện thoại đây. Danh sách số điện thoại. Tham gia nhóm theo link. Đây thì thả link vào đây. Cái này anh em phải tự tìm nhá, link tự tìm này. Đấy. Kết bạn theo nhóm, đây. Ví dụ ông này. Nhóm này kết bao nhiêu bạn? Độ trễ giữa mỗi lần kết là bao nhiêu? Spam nhóm theo link đây. Thả link group vào đây. Cái link. Thả nội dung, đường dẫn ảnh. Sau đó xếp lại. Thế thì lúc mình chọn spam này ấy, là tool nó sẽ lấy nội dung ở trong cái phần vừa cài đặt để nó spam cho mình. Link đã đăng nhập. Cái này là gì? Cái này ấy, là nếu như anh em, mỗi anh em mà có 10 nick mà có 10 điện thoại thì anh em chọn phần nick đã đăng nhập này, tool nó sẽ không thay đổi thông tin gì trên con điện thoại cả. Nó không xóa lịch sử chat đi, và nó coi như là cái nick đấy đã đăng nhập vào Zalo rồi, và nó chỉ tương tác thôi, nó chỉ kết bạn, nó lướt tường, nó làm gì đấy thôi, chứ nó không thoát nick ra để đăng nhập lại. Thì nếu dùng cái tính năng này là tính năng cho những anh em mà dùng cố định điện thoại ở trên số điện Zalo trên điện thoại là ngon nhất. Kết bạn theo danh bạ thì tool nó sẽ upload cái danh bạ ở trên máy lên và để nó ra cái gợi ý. Cái chúc mừng sinh nhật thì lại tìm những thằng có sinh nhật để nó chúc mừng. Gửi tin nhắn cho bạn bè thì là đây.
Tương tự lấy nội dung từ cái này ra, tôi sẽ lấy cái này để nó gửi cho bạn bè. Bạn bè thì là những người nằm trong danh sách bạn của mình rồi. Đổi ảnh cover, đổi avatar. Đây, chọn thư mục chứa ảnh avatar, chọn thư mục chứa ảnh cover. Nó sẽ vào trong thư mục này nó lấy. Kiểm tra số điện thoại. Đây, ví dụ là đây. Cái này ấy, thì anh em phải dã con proxy của mình vào đây. Sau đó mình kiểm tra. Đấy chưa? Anh em sẽ kiểm tra không? Ra thông tin đây. Ok. Đấy, sơ qua thì có bằng đấy tính năng thôi. Tôi sẽ update thêm cho anh em. Thì như này là cái giới thiệu qua để cho anh em có thể dùng được nhá.